Cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp, thắp hương hóa vàng mã đúng 2 giờ hoàng đạo này, đảm bảo 100% trúng số độc đắc cực giàu. Quý vị thân mến, tục đốt vàng mã hay còn được gọi là hóa vàng mã vào cái mỗi dịp thờ cúng như ngày rằm mùng 1, ngày 23 tháng chạp cũng như là gì, ngày mùng 3 Tết, là cái việc làm quen thuộc của người Việt duy trì từ xa xưa đến nay. Với cái quan niệm là trần sao âm vậy, nên nhiều người sợ nếu mà đốt ít, đốt không đủ cho ông bà thì sẽ bị thiếu thốn. Nhiều người còn coi cái việc đốt nhiều vàng mã là thể hiện cái sự hiếu thảo cầu mong ông bà có cuộc sống sung túc. Đó, cái mâm lễ cúng ngày rằm, ngày mùng 1 cũng như là ngày 23 tháng chạp đấy, cũng là thời để cho gì, để cho các vị tiễn các ông công táo về trời, đồng thời cũng gì mời gia tiên tiền tổ về để hưởng thụ lễ vật. Sau đó để con cháu dùng, vừa là để thể hiện cái sự hiếu thảo và cái sự gắn kết giữa ông bà tổ tiên cũng như là các bậc thần linh với con cháu. Không cần phải mông cao cỗ đầy, chỉ cần con cháu về tề tự đông đủ, cùng nhau trò chuyện, chuẩn bị cái mâm cơm cúng bằng cả cái tấm lòng thành kính, yêu thương, chính là cái điều đáng quý nhất. Theo tín ngưỡng cổ truyền của người dân Việt Nam thì cái ngày 23 tháng chạp hàng năm ấy là cái ngày ông công ông táo, hay còn gọi là ngày táo quân cưỡi cá chép vàng lên trời để báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả những cái điều mà mình tai nghe mắt thấy ở trần gian, bao gồm cả việc tốt và việc xấu và những cái gì mình chưa làm được. Cái nguồn gốc của ông công táo được xem là xuất phát từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của đạo giáo, được Việt hóa bằng câu chuyện cổ tích là hai ông một bà, cái vị thần đất, vị thần nhà và vị thần bếp núc. Vào ngày 23 tháng chạp hàng năm thì người dân thường làm cái lễ cúng ông công ông táo để cầu mong các vị thần này phù trợ, báo cáo tốt lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, kết thúc một năm cũ và chuẩn bị bước sang cái năm mới được bình an thuận lợi. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những khung giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc hóa vàng mã trong cái ngày 23 tháng chạp, được may mắn bình an cầu gì được nấy, cũng như là cái bài văn khấn để giúp quý vị có được những cái lời thỉnh cầu tốt nhất gửi đến ông bà tổ tiên. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta đã biết ý, thần táo quân là cái vị thần quyết định sự may rủi, sự phúc họa của mỗi gia đình. Thì ngoài ra các ngài còn ngăn cản cái sự xâm phạm và giữ bình yên cho cả gia đình. Đấy. Vì vậy cái phong tục thờ cúng táo quân cũng mang cái ý nghĩa cầu mong cái sự ấm no đủ đầy. Đó mới là cái ý nghĩa của việc thờ cúng thần bếp chuyên cai quản việc bếp núc. Ông táo về trời sẽ tô với Ngọc Hoàng những cái việc làm ăn cư xử của mỗi gia đình dưới hạ giới. Và cá chép chính là cái phương tiện để ông công táo cưỡi bay về trời. Vào ngày này thì sau khi cúng ông công táo thì các gia đình đều thả cá chép với cái ngụ ý là gì? Cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Đó. Và trong cái lễ cúng này thì một phần không thể thiếu trong cái lễ cúng ông công táo đó chính là vàng mã. Đó. Vàng mã để giúp các ngài gì đi đường được thuận lợi hanh thông. Đó. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về cái tục cúng vàng mã trong văn hóa thờ cúng của người Việt. Quý vị thân mến, hóa vàng mã được xem là một trong những cái nghi thức nghi lễ rất được người Việt xem trọng. Theo quan niệm của dân gian, con người tin rằng cũng giống như cái việc đốt hương thì đốt vàng mã cũng sẽ giúp cho cái khói nó bay lên đấy, và đưa theo những cái lời cầu khấn cầu nguyện của mình đến với các vị thần linh, đến với các bậc gia tiên. Thì đồ vàng mã cũng vậy, người ta luôn có một cái niềm tin mãnh liệt cho rằng con người sau khi chết thì cũng không phải là hết, mà cái linh hồn vẫn tồn tại ở một cái thế giới nào đó mà mắt trần chúng ta không nhìn thấy được. Đấy. Vì thế nó xuất hiện cái tư duy là trần sao âm vậy. Nó có nghĩa là con người khi mà còn sống cần gì thì khi chết đi cũng cần theo những cái thứ đó. Vì cái quan niệm này mà cái phong tục đốt tiền, đốt vàng mã nó xuất hiện, với mong muốn là giúp cho những người thân của mình khi đã chết cũng được có cuộc sống ấm no và đủ đầy. Thứ hai là chúng ta cùng xét về cái hóa vàng mã vào ngày nào và giờ nào là tốt nhất. Thưa quý vị, cái việc chọn ngày làm lễ hóa vàng mã nó còn tùy thuộc vào mỗi gia đình. Đúng không? Thông thường thì nếu mà trong ngày Tết ấy, thì chúng ta thường hóa vàng mã vào ngày mùng 3 Tết. Còn ngày rằm, ngày mùng 1 cũng như là ngày 23 tháng chạp hoặc là ngày tất niên ấy, thì chúng ta sẽ hóa vàng mã vào cái thời điểm sau khi mà đã dâng hương hết hương hoặc là gì hết từ 2/3 hương trở đi thì chúng ta tiến hành một cái nghi lễ gọi là hóa vàng mã để tiến biếu vàng mã cho các cụ, tiến biếu nghi lễ vật cho các cụ.
Đặc biệt gia chủ cũng cần phải có lễ tạ gia tiên, chư thần, chư thánh để người âm vì biết được cái lòng thành kính chứng giám của mình. Tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ cách đốt vàng mã đúng nhất, không phạm phải những cái điều đại kỵ. Thưa quý vị, quan niệm của người dân Việt Nam ấy, đấy, thì ngày lễ tiễn ông công ông táo về trời, đấy, cũng là gì? Hoặc là gì, cái ngày mà mời ông bà về để làm chứng cũng rất là quan trọng. Trong cái ngày Tết, ngày lễ thần linh gia tiên và tổ tiên ấy, thì ngự trên ban thờ, thế nên đèn hương cũng không bao giờ tắt. Các đồ lễ như là bánh kẹo hoa quả cũng đều phải chờ đến ngày này, thì sau ngày này thì mới hạ xuống. Nếu chưa làm lễ xong ấy thì hạ lễ ắt sẽ phạm phải những điều bất kính đó. Cách đốt vàng mã như thế nào cho đúng là vô cùng quan trọng. Trước tiên gia chủ cần phải hóa tiền vàng đó, tiền vàng trước. Quý vị, trong ngày 23 tháng chạp là ngày cuối năm thì quý vị cũng có thể hóa những cái đồ thờ của năm cũ, như là vàng mã, nhà ai mà có cái đồ thờ cúng, cái đồ nói chung là có cái vàng vàng ngũ phương ấy, hoặc là vàng vàng hoa đỏ đại, vàng ngũ phương thì quý vị có thể hóa, cũng như là cái tiền vàng trên ban thờ của năm cũ thì quý vị nên hóa hết đi đó. Nhà nào mà nhập trạch vào năm trước thì cái dịp 23 tháng chạp mà có cái hổ phù thì quý vị cũng nên hóa hết nhé, hóa hết đi, không để lại làm gì cả. Bên cạnh đó, những ai đang dùng cái kim bài thái tuế này của năm cũ, năm 2023 ấy, thì cái ngày 23 tháng chạp quý vị cũng nên hóa hết nhé, hóa hết để gì, thỉnh cái kim bài mới của năm 2024, nó giáp thìn là ngày Lý Thành đại tướng quân đó. Năm 2023 là ngày Bì Thời đúng không ạ? Và 2024 là ngày Lý Thành. Đó. Đó là những cái vật phẩm mà quý vị cần phải hóa vào ngày 23 tháng Chạp. Đó. Hoặc là hóa sau cái lễ cúng ông công ông táo thì năm nay có 3 ngày đúng không ạ? Ngày 21, 22, 23, đó là 3 ngày cúng ông công ông táo được. Thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng nhá. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong văn hóa của người Việt vào ngày Tết ấy, thì người ta đặt hai cây mía hai bên với ngụ ý là gì? Làm cái đòn gánh tiễn các cụ về trời. Cái ngày hóa vàng mã vào ngày 23 tháng chạp cũng như là cái ngày khác ấy, thì gia chủ cũng cần phải chuẩn bị mâm cỗ cúng đầy đủ rượu thịt như cỗ cúng trong 3 ngày Tết. Trong mâm phải có gà luộc đấy, đầy đủ các món rượu thịt bày biện thật cẩn thận. Tiền vàng cũng là cái thứ chuẩn bị chu đáo để các cụ đủ hành trang lộ phí cho các bậc tiên gia lên đường. Cái tục hóa vàng mã ở mỗi cái vùng miền lại khác nhau. Nhiều nơi quan niệm càng dâng nhiều vàng mã thì lại càng được phù hộ. Đấy. Nói chung ấy, theo quan niệm của Tử Thông thì là gì? Tốt lễ thì dễ cầu. Thưa quý vị, tuy nhiên ấy, nói vậy thôi, nhưng mà cái thờ cúng thì nó cũng phải có thứ tự trên dưới đó. Và trong ban thờ thì quý vị cũng cần phải để ý những thứ sau đấy. Và không nên đặt trên ban thờ. Thì đầu tiên ấy, là sau cái lễ cúng ông táo thì quý vị cũng không nên đặt giấy tiền vàng mã trên ban thờ. Đấy. Giấy tiền vàng mã thì chỉ có thể dâng cúng chứ không nên để quá lâu trên bàn thờ. Khi cúng xong cần phải đem hóa ngay lập tức thì ông bà mới nhận được. Không nên để chúng lại ở trên bàn thờ lâu kẻo mất thiêng. Và khi nó đi thì cũng không được hanh thông và không được vì tới tay người nhận, khiến cho con đường tài lộc, công danh sự nghiệp của gia chủ cũng sẽ bị cản trở. Thứ hai là đồ giả. Thưa quý vị, trên bàn thờ mà quý vị đặt đồ giả ấy, thì theo quan niệm của người xưa ấy, bày đồ giả, hoa giả, quả giả, tiền vàng, mã giả lên đồ thờ thì sẽ mang tội bất kính với ông bà, với tổ tiên. Cái việc bày đồ giả lên trên bàn thờ, đặc biệt là hoa quả giả và hoa quả giả ấy, là thể hiện cái tấm lòng, cái thái độ bất kính, không thành tâm, hời hợt vì nghĩ những thứ này có thể để được lâu và ít phải lau dọn. Những đồ dâng lên bàn thờ đều phải là đồ thật, đẹp đẽ, trang nghiêm thì mới có thể xin người trên ban cho cái may mắn, phúc lộc cho con cháu được. Do đó, quý vị đừng quá tiết kiệm mà dùng cái đồ giả, vì gửi đồ giả cho người đã khuất sẽ không nhận được và cho rằng con cháu lãng quên mình. Cái việc này sẽ khiến cho gia chủ gặp nhiều cái khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Đồ ít cũng được, quý vị cứ làm một ít hoa quả trong ngày rằm, ngày mùng 1 làm một đĩa hoa quả nhỏ. Nếu mà ít tiền thì làm hoa quả nhỏ. Đôi vài chục nghìn chắc là cũng không khó đúng không ạ? Thì quý vị hãy đặt đồ thật lên để được các cụ phù hộ, độ trì. Trên bàn thờ quý vị cũng không nên đặt chân hương vòng cắm vào trong bát hương ấy. Nói chung cái chân hương vòng mà cắm trực tiếp vào cái bát hương là cái điều hung, không hay. Đó. Bởi từ trước đến nay ấy, chỉ có nơi thờ tự như là đình đền, miếu phủ, chùa chiền thì người ta mới cắm cái que sắt vào trong bát hương để thắp hương vòng.
khi mà quý vị muốn thắp hương vòng ở trên bàn thờ gia tiên thì quý vị nên dùng một cái đĩa riêng. Đấy, đĩa riêng, cái lư riêng để đặt cái hương vòng ở đó. À, khi cắm trực tiếp cái que cắm hương vòng vào trong bát hương ấy, thì đó là cái điều không tốt. Đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe, đến tài lộc của gia chủ. Do đó, nếu muốn thắp hương vòng thì quý vị có thể là gì? Nghe theo tử thông, có thể là làm một cái đĩa đốt bên ngoài. Kinh nghiệm thứ tư là quý vị cũng không nên dùng cát bỏ vào trong bát hương. À, quý vị thân mến, bát hương chỉ được phép dùng cho, chứ không ai lấy cát để thay thế. Cái hành động này nó sẽ khiến cho gia đình bị tổ tiên trách phạt mà gặp nhiều cái điều khó khăn. Gia đình thì lục đục, sức khỏe thì suy yếu. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, đốt từ tro nếp hay là rơm tẻ đã qua sàng lọc và loại bỏ những cái tạp chất đi. Đó. Như vậy thì bát hương mới được linh ứng. Và trong cái bát hương muốn linh ứng hơn thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thất bảo, đúng không ạ? Thất bảo sẽ lưu giữ cái lời nguyện cầu, lưu giữ cái hương linh, chân linh của tổ tiên được lâu hơn, của thần Phật được lâu hơn, và giúp cho các ngài sẽ phù trợ gia đình được hạnh phúc, tài lộc được như ý. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349419 để thỉnh cái gói có thất bảo nhé. À, bên cạnh đó thì một số loài hoa quý vị cũng không nên dùng, đúng không ạ? Một số loại hoa tươi không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên. À, tuy nhiên cũng không phải muốn đặt hoa gì lên nó cũng được. Đấy, đặc biệt là các loại hoa sau đây. Thứ nhất là hoa ly. Đó. Hoa ly thì tuy rực rỡ, thơm ngát, nhưng người ta vẫn kiêng dùng trong việc thờ cúng vì sợ cái sự ly tán trên ly. Thứ ba là hoa đại. Theo dân gian ấy, thì hình dáng hoa đại rất giống cái bộ phận nhạy cảm của phụ nữ, nên là cũng tuyệt đối không sử dụng. Hơn nữa cái hoa này nó cũng là nơi trú ngụ của nhiều cái vong hồn ngã quỷ, nó rất nguy hiểm, không nên mang vào nhà. Thứ ba là cúc vận thọ. Cái loài hoa này nhìn thì tươi tắn, đẹp, đẽ, nhưng lại không được phép đặt trên bàn thờ vì nó có mùi khó chịu, khiến người trên không vui. À, thứ tư là hoa dâm bụt. Tuy có màu đỏ đẹp nhưng mà có từ dâm đằng trước nên người ta cũng kiêng kỵ. À, cái hoa phong lan cũng không nên đặt trên bàn thờ. Đấy, vì nó giống như chữ phong, gần như chữ phong tình và phóng túng, nên là gì, người ta cũng kiêng kỵ, tuyệt đối không đặt trên bàn thờ. Đó. À, thưa quý vị, và ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái khung giờ tốt để hóa vàng mã trong cái ngày 23 tháng Chạp, cũng như là ngày cúng ông công táo 21 và 22. Vậy thì trong 3 ngày 21, 22, 23, nếu quý vị chọn ngày nào cúng ông công táo thì sẽ chọn được ra những khung giờ tốt để cho quý vị thực hiện công việc là hóa vàng mã. Thì để lựa chọn việc này thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư để tìm ra những cái ngày tốt, đúng không ạ, ngày tốt. Và quý vị mở trang 127 để chúng ta chọn ra những giờ tốt để tiến hành công việc cúng ông công ông táo, cũng như là gì, hóa vàng mã, để cho công việc nó được hanh thông thuận lợi, vạn sự như ý, vạn sự cát tường. Thì cái ngày đầu tiên đấy chúng ta xếp đó là ngày 21 tháng 12 âm lịch, tức là ngày 21 tháng Chạp ấy. Nếu mà quý vị tiến hành cái nghi lễ cúng ông công ông táo vào ngày 21 tháng Chạp thì quý vị có thể chọn cái giờ hóa vàng mã vào những giờ sau: từ 11 giờ đến 13 giờ, 13 đến 15 giờ, 15 đến 17 giờ, 17 đến 19 giờ là giờ Dậu đấy, đúng không ạ? Thì trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 19 giờ, trước 19 giờ ngày 21 tháng Chạp thì quý vị có thể tiến hành công việc thắp hương và hóa vàng mã thì đều được hanh thông thuận lợi. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái ngày 22 tháng Chạp. Thì ngày 22 tháng Chạp đó là ngày Ất Mùi, đúng không ạ? Thì ngày này thì quý vị có thể hóa vàng mã từ các khung giờ sau này. À, thắp hương và hóa vàng mã vào cái lúc 9 giờ đến 11 giờ. 11 giờ đến 13 giờ là giờ Ngọ, đúng không ạ? 13 giờ đến 15 giờ là giờ Mùi, và 15 đến 17 giờ là giờ Thân. Đó. Thì cái công việc thắp hương và hóa vàng mã thì khi mà hương nó cháy hết 2/3 thì quý vị có thể tiến hành hóa vàng mã nhé. Quý vị cứ theo dõi trên màn hình nhé. Tử Thông đã để tất cả những cái giờ tốt của từng ngày trên này để quý vị gì có thể nắm được chi tiết về những ngày tốt thắp hương cúng ông công táo được thuận lợi, may mắn và hành thông. À, tiếp theo là ngày 23 tháng Chạp. Thì trong ngày 23 tháng Chạp quý vị lưu ý đây. Ngày 23 tháng Chạp thì đúng vào giờ Ngọ, đúng chính Ngọ đấy, tức là 12 giờ. 12 giờ trưa thì ông công ông táo sẽ bay về trời. Vậy nên ấy, cái ngày 23 tháng Chạp thì chúng ta sẽ có hai khung giờ tốt. Đó là 7 giờ đến 9 giờ là giờ Thìn và 9 giờ đến 11 giờ. Đó là giờ Tỵ. Thì đây là hai khung giờ tốt, còn cái giờ Ngọ nó không phải là giờ tốt nhá. Giờ Ngọ trong ngày 23 tháng Chạp không phải là giờ tốt. À, quý vị có thể cúng hoặc là hóa vàng mã từ 7 giờ đến 9 giờ và 9 giờ đến 11 giờ. Để cho các cụ được chuẩn bị, nó được thuận lợi và may mắn hơn. Đó là cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc hóa vàng mã trong cái ngày 23 tháng Chạp. Đó.
Và sau đây thì Tử Thông cũng chia sẻ một chút về cái lễ vật cúng táo quân. Cái lễ vật cúng táo quân ấy, thì trong ngày 23 tháng chạp quý vị có thể sử dụng cái quyển văn khấn thần thư, đúng không ạ? Văn khấn thần thư để chúng ta gì chọn ra những cái lễ vật. Thì trong này có tất cả những cái lễ vật cũng như là các bài văn khấn. Chúng ta có 77 bài văn khấn nhé, 77 bài văn khấn để chúng ta tiến hành công việc mọi cái nghi lễ trong năm. À thưa quý vị, cái ngày 23 tháng chạp là một ngày cực kỳ quan trọng. Đó là ngày tiễn ông công giáo về trời. Sau cái lễ 23 tháng chạp thì người ta cũng thường tiến hành một nghi lễ, đó là gì? Bốc bắt hương, tỉa chân nhang, hoặc là gì? Lau dọn ban thờ để cho ban thờ được thơm tho sạch sẽ. Nhưng mà ban thờ không phải lau bằng nước nào cũng được. Vậy nên quý vị cũng cần phải sử dụng một cái lọ nước lau dọn ban thờ chuyên dụng là nước lau dọn ban thờ Nhất Tâm Hương. Cái nước lau dọn ban thờ Nhất Tâm Hương là một trong các loại nước mà chuyên dụng để bao sái và lau dọn bàn thờ cuối năm, cũng như là vào các dịp ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp. Các thành phần của nó bao gồm có quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, gỗ bạch đàn, bồ hoàn, xả, chanh. Nó có tác dụng làm sạch cái bụi bẩn trên đồ thờ cúng, đúng không? Và làm sạch cái bụi bẩn trên bát hương, đinh hương. Nó tẩy rửa các vết bẩn, vết ố trên cái bề mặt của bàn thờ, cũng như làm sạch sẽ cái không gian thờ cúng, ngăn ngừa cái nấm mốc, ngăn ngừa cái vi khuẩn và đuổi côn trùng ruồi muỗi ra khỏi cái không gian thờ cúng, giúp cho bàn thờ cúng nó được trở nên là vượng khí hơn, được hay là linh thiêng hơn. Và mỗi cái chai Nhất Tâm Hương ấy thì cũng đều được gửi tặng cho quý vị và các bạn một cái khăn sạch đi kèm, để quý vị có thể là gì, về có thể lau dọn luôn mà không phải đi mua cái khăn mới đó. Cái khăn lau dọn bàn thờ quý vị nên là gì, mua khăn mới nhé, không nên lau bằng cái khăn cũ đó. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái chai Nhất Tâm Hương về lau dọn ban thờ và tiến hành công việc bốc lại bát hương trong cái dịp cuối năm để cho mọi việc được thuận lợi và anh thông. Đó. Thì bên cạnh cái lau dọn ban thờ thì chúng ta tiến hành một công việc tỉa chân nhang. Thì khi mà tỉa chân nhang thì quý vị cũng lưu ý là nên giữ lại 3 hoặc là 5 chân nhang. Thường người ta sẽ giữ lại 5 chân nhang là tốt nhất. Còn không thì quý vị có thể giữ lại 7 hoặc 9 chân nhang. Mỗi một bát nhé, mỗi một bát thì nên giữ lại 5 chân nhang là tốt nhất. Tiếp theo trong lễ cúng ông công táo ấy, thì sau khi cúng ông công táo chúng ta cũng tiến hành một cái nghi lễ gọi là bốc lại bát hương. Thì đây cũng là cái dịp mà quý vị kiểm tra xem trong cái bát hương nhà mình có cốt thất bảo hay chưa. Nếu mà chưa có cốt thì quý vị hãy sử dụng cái cốt thất bảo để quý vị nạp vào trong bát hương. Đấy. Cốt thất bảo nó bao gồm 7 bảo vật của nhân gian, nó bao gồm vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai, phỉ thúy. Đó. Bên cạnh đó nó có thêm cái chỉ ngũ sắc và quý vị có thể sử dụng một cái gói gạo bạc thần tài để gì? Để điều hòa cái ngũ hành trong bát hương, giúp cho bát hương nó được linh ứng hơn, cầu gì được nấy. Thêm nữa trong cái quá trình bốc bát hương thì quý vị cũng chuẩn bị cái ngũ vị hương, chuẩn bị ngũ vị hương và chuẩn bị cái cho đếp để chúng ta tiến hành cái công việc bốc lại bát hương cuối năm cho được thuận lợi và may mắn. Thì để tìm hiểu thêm và chọn được những cái ngày tốt, giờ tốt để bốc bát hương theo tuổi của gia chủ ấy, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để được gì tư vấn về những cái ngày tốt, giờ tốt để bốc bát hương theo tuổi của gia chủ hoàn toàn miễn phí. Đó. Thì quý vị nhớ nhé, trong bát hương thì luôn phải có cốt thất bảo. Khi mà có cốt thì nó mới lưu giữ được linh khí của gia tiên, lưu giữ được lời nguyện cầu và giúp cho bàn thờ được linh ứng hơn. Đó. À, quý vị thân mến, sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những lễ vật để cúng táo quân trong cái ngày 23 tháng chạp. Thì quý vị mở trang số 9 nhé, mở trang số 9. Lễ vật cúng táo quân gồm có như sau: hương thơm này, hoa tươi này, chầu cao ba lá, đĩa ngũ quả, một bao thuốc lá, một gói chè, một chén rượu, chén chả khô, chén nước, đấy, chén gạo và chén muối. À, quý vị có thể bày biện là mứt bánh kẹo ngày Tết lên để cho nó được đẹp và được trang trọng, cũng như là để mời các ngài thưởng thức, đúng không ạ? À, thêm nữa là quý vị có thể chuẩn bị một cái đĩa xôi và một con gà luộc, đấy, một mâm cơm canh có đủ 3 loại thịt. À, bên cạnh đó quý vị cũng chuẩn bị cá chép sống 3 con, đấy, có thể là nhiều hơn thì càng tốt. À, về vàng mã thì quý vị chuẩn bị cái bộ quần áo ông táo, 3 tinh đinh tiền lễ, một cây vàng hoa đỏ đại, một cái vàng ngũ phương. À, sau ngày lễ thì hóa hết cái vàng mã trên bàn thờ, sau đó chuẩn bị cái mâm cỗ vàng mã để gì? Để cúng lễ tạ thần cuối năm. Đó. Và Tử Thông cũng chia sẻ luôn cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn để tạ táo cuối năm. Bài văn khấn như sau: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, chí đức tôn thần. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương.
Con kính lạy các ngài Đông chủ Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy các ngài Tiền hậu Địa chủ Tài thần. Con kính lạy các bậc Tiên gia Gia tiên, chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Con kính lạy hội đồng Gia tiên họ. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm 2023 năm Quý Mão. Gia chủ chúng con sinh năm cùng các thành viên trong gia đình. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Công ông Táo về chầu trời. Gia đình chúng con thành tâm sửa vợ phẩm vật, nghi lễ trình cáo với hội đồng Táo quân cùng các vị tôn thần. Gia đình chúng con nhờ công đức của các ngài che chở, chăm lo cho việc bếp núc, giữ cho gia trạch bình an, bốn mùa không hạn ách tay bay, trong ấm ngoài êm, toàn gia mạnh khỏe. Ân đức này gia đình chúng con xin cúi tạ cảm ơn. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, cuối năm mãn khí, các ngài về báo cáo với thiên đình, gia đình chúng con có sắm sửa lễ tạ ơn, mong báo đáp ân thân, tỏ lòng tôn kính. Cúi xin các chư vị Táo quân nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức, chứng giám lòng thành gia đình chúng con. Kính mong các vị tôn thần, ngài Đương Nguyên Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương cùng các vị tôn thần phù hộ cho gia đình chúng con được an cư lạc nghiệp, sức khỏe bình an, tăng tiến tài lộc, công thành danh toại, gia đạo hưng vượng, tám tiết được bình an. Xin các ngài về trời ban phước ban lộc, phù hộ độ trì cho gia chủ chúng con đường đi nước bước, để năm sau chúng con có được cái sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an, an khang thịnh vượng, tâm cầu sở đắc sở nguyện tòng tâm. Chúng con cũng thỉnh hội đồng Gia tiên, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, chiêm ngưỡng tôn thần, chứng giám cho lòng thành, tiếp dẫn lễ vật của gia đình chúng con đến với chư vị tôn thần, cúi xin phù hộ. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin soi tận, gia đình chúng con cúi lại tạ ơn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn khấn cúng ông Công ông Táo đó. Thưa quý vị, cái nghi lễ cúng Táo quân thì nó thường được diễn ra trước 12 giờ, tức là trước giờ ngọ ngày 23 tháng Chạp vậy. Vậy nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm đến cái việc này. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc hóa vàng mã trong cái nghi lễ thờ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Bảy lệ hoa nên thắp hương ngày 23 tháng Chạp để cả năm tiền vàng ùn ùn kéo tới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian thì cái ngày 23 tháng Chạp là cái thời điểm quan trọng để thắp hương, để dâng lễ lên ban thờ thần linh Gia tiên, đồng thời cũng là cái nghi lễ để tiễn ông Công ông Táo về trời. Trước là để tỏ cái tấm lòng thành kính, sau là cầu mong cho các vị phù hộ cho gia đạo được an khang may mắn. Với cái ý niệm là ra hoa kết trái thì hoa là một cái thứ không thể thiếu trên ban thờ trong cái ngày cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Nó biểu trưng cho những cái gì linh thiêng và đẹp đẽ nhất để dâng cúng lên các vị thần linh Gia tiên cũng như là Táo quân. Nhưng quý vị có tin rằng cái việc chọn đúng loại hoa để thắp hương có thể khiến cho thần tài gõ cửa, bình an, may mắn, tài lộc vây quanh gia đình hay không? Nếu chọn sai loại hoa có thể sẽ gặp phải những cái điều hối tiếc vì đã phạm phải những cái sai lầm đại kỵ trong tâm linh. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng các bạn, quý vị và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình về những loại hoa tốt lành dùng để thắp hương trên ban thờ ngày cúng ông Công ông Táo để được cầu mong may mắn bình an đến với cả gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng xét về cái ngày 23 tháng Chạp nên thắp hương hoa gì để phúc lộc ùn ùn kéo tới, may mắn suốt cả năm. Quý vị thân mến, theo tục lệ thờ cúng của người Việt thì bên cạnh khói nhang, mâm lễ hoặc là mâm lễ mặn hoặc là mâm lễ ngọt ấy, tùy theo cái quan niệm của từng gia đình. Chén nước chén trà thì một bình hoa đẹp là cái thứ không thể thiếu được trên ban thờ Gia tiên.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên đặt hoa gì trên bàn thờ để mang lại cái may mắn, tài lộc và sức khỏe cho cả gia đình. Mỗi một vùng sẽ có những cái quan niệm khác nhau về việc lựa chọn cái loại hoa thờ cúng tùy theo cái thứ hoa mà ở khu vực đó đang có. Nhưng mà tự chung lại ấy, thì một số các loại hoa được cho là phù hợp để cúng ông công ông táo cũng như là thắp hương gia tiên. Một số loại hoa lại phạm phải những điều kiêng kỵ vì cái tên, vì cái sự tích của loài hoa, vì cái mùi hương của loài hoa ấy nó không mang cái ý nghĩa tốt lành. Kính thưa quý vị, theo văn hóa tâm linh phương Đông thì bàn thờ là nơi đại diện của thần linh. Đây không chỉ là cái nơi để thờ cúng tổ tiên mà còn là một trong những nơi giúp chúng ta thu hút thêm cái tài lộc, may mắn và cái hồng phúc. Bởi vậy, cái việc dọn dẹp bàn thờ không phải là một cái công việc đơn giản. Hàng năm, trước khi bước sang năm mới thì vào cái lễ cúng ông công ông táo, thì các gia đình Việt thường có một cái nghi lễ rất quan trọng, đó là lễ lau rửa bát hương, bàn thờ và dọn dẹp bàn thờ cũng như là tỉa chân nhang. Theo quan niệm Phật giáo thì đây gọi là lễ bao sái. Đây là dịp để gia chủ lau dọn bàn thờ chuẩn bị đón năm mới. Nhưng nếu mà vô tình phạm phải những cái sai lầm khi dọn dẹp bàn thờ thì gia chủ có thể rước họa vào thân, tán gia bại sản, tự phá tan đi cái may mắn và cái tài lộc tốt lành của mình trong suốt năm sau. Vì vậy, trước khi thắp hương, trước khi dâng lễ, trước khi tiến hành công việc là thờ cúng thì chúng ta cũng cần phải dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ để gì cái không gian thờ cúng nó được thơm tho, sạch sẽ và trang nghiêm. Khi đó thì cái việc thờ cúng, cầu mong nó mới được linh ứng. Và để lựa chọn cái vật liệu để lau dọn bàn thờ thì đầu tiên quý vị cũng cần phải có một cái khăn sạch nhé, cái khăn sạch, khăn mới để chúng ta lau dọn đó, không dùng chung cái loại khăn cũ, khăn bỏ để lau dọn bàn thờ. Thứ hai là quý vị sẽ sử dụng một cái nước lau dọn bàn thờ Nhất Tâm Hương để lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ và thơm tho. Cái nước Nhất Tâm Hương này nó bao gồm các thành phần là quế, hồi, chanh xả, bạch đàn, bồ hòn đó, nó là cái loại nước gì ngũ vị hương tự nhiên để lau dọn bàn thờ. Bên cạnh đó, bên cạnh việc lau dọn bàn thờ thì cái nước lau dọn bàn thờ này nó còn làm sạch cái không gian thờ cúng, nó ngăn ngừa nấm mốc và xua đuổi côn trùng, giúp cho cái không gian thờ cúng được linh thiêng hơn, đấy, thơm tho hơn, sạch sẽ hơn và các cụ về ngự sẽ được lâu hơn. Đấy, cái khăn sạch và cái chai nước Nhất Tâm Hương thì cũng sẽ được đi kèm với nhau khi quý vị thỉnh cái chai nước Nhất Tâm Hương. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái chai nước Nhất Tâm Hương, lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ, thơm tho, đấy, tiến ông công ông táo cũng là đón một cái Tết năm mới được bình an, may mắn, các cụ sẽ về ngự lâu hơn và thu hút cái tài lộc được nhiều hơn. Thưa quý vị, và phần tiếp theo chúng ta cùng xét về những loại hoa nên dâng cúng lên ông công ông táo vào cái ngày 23 tháng chạp để được tài lộc dồi dào, bình an, may mắn, phúc lộc quanh năm. Cái hoa đầu tiên mà chúng ta cùng xét đến đó chính là hoa sen. Quý vị thân mến, hoa sen là một cái loại hoa gọi là quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen có cái mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng, tượng trưng cho cái ý chí kiên cường, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, mọi chông gai, mọi thử thách. Ngoài ra, hoa sen nó còn có ý nghĩa mang lại cái tài lộc, may mắn cho cả gia đình. Hoa sen là cái loài hoa gần gũi nhưng không kém cái phần thanh cao. Ý nghĩa của hoa sen trong tâm thức của người Việt là cái biểu tượng của sự thuần khiết, trong sáng. Số hoa sen được nhiều người xem là quốc hoa của Việt Nam, tượng trưng cho cái khí phách, cho cái bản sắc tâm hồn của người Việt. Hoa sen có vai trò là một cái vị trí đặc biệt về tâm linh và văn hóa thờ cúng của người Việt. Từ bao đời nay, hoa sen đã đi vào lòng người, đi vào cái cuộc sống và cái văn hóa của người Việt. Ngắm hoa sen, ta có thể dễ dàng nhận thấy ngay cái hình ảnh của những người Việt Nam chân thật, thật thà, chất phác. Loài hoa này được coi là quốc hoa của Việt Nam, bông hoa sen quá đỗi quen thuộc và gần gũi với người dân. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp cái hình ảnh những hoa sen rực rỡ, màu sắc hồng, đỏ và xanh mướt ở những làng quê Việt Nam. Cũng như là gì, trong các dịp lễ ngày rằm ngày mùng 1 thì trên chợ hoa cũng không thiếu cái loại hoa này. Ý nghĩa của hoa sen gắn liền với cái hình ảnh trong cái đầm, đúng không ạ? Nơi mà tượng trưng cho ý nghĩa về xã hội. Mà bên trong có những cái chất làm cho thân, tâm dễ bị ảnh hưởng bởi những đức tính xấu. Đối với người dân Việt Nam thì hoa sen mang cái ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của văn hóa. Hình ảnh bông hoa sen gắn liền với đời sống thôn quê, dân dã nhưng lại vô cùng gần gũi, gắn liền với cái sự mạnh mẽ, kiên cường vượt qua những nghịch cảnh của người Việt trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Theo quan niệm của Phật giáo thì hoa sen còn mang cái ý nghĩa về tâm linh và tôn giáo. Bông hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết, trong sáng, không bị vế bẩn bởi những cái điều xấu.
cái sự hình thành của hoa sen nó diễn ra theo quy luật nhân quả, đúng không ạ? Sen có cả nụ, cả hoa, cả hạt. Hoa sen nở tượng trưng cho quá khứ, đài sen thì tượng trưng cho hiện tại và hạt sen thì là tượng trưng cho tương lai. Tất cả đều là cái sự nối tiếp liên tục với nhau. Vì vậy, hoa sen đã trở thành cái biểu tượng trong nghệ thuật, trong Phật giáo của người phương Đông. Nó tượng trưng cho vẻ đẹp thần bí, huyền ảo, tư tưởng thầm kín. Hình ảnh Đức Phật được mô tả là ngồi trên cái đài sen với cái tư thế là liên hoa tọa. Đấy. Đây cũng là cái tư thế ngồi thiền định giảng kinh của các tu sĩ Phật giáo sau này. Thế ngồi này sẽ giúp cho con người có được cái sự an tịnh của thân tâm, hỗ trợ trong quá trình thiền định. Hoa sen trắng có 8 cánh là đại diện cho bát chánh đạo của nhà Phật, thường gắn liền với các vị thần. Khi ngắm cái hồ sen qua tuệ nhãn của mình ấy, thì Đức Phật thấy giữa cuộc đời này có nhiều cái hạng căn cơ khác nhau. Có căn cơ thấp như là khi sen còn trầm luân dưới đáy bùn, có những căn cơ cao như là khi đã vươn lên thành hoa và đón nhận cái ánh sáng của ngày mới. Xuất phát từ cái ý nghĩa sâu xa trong tư tưởng Phật giáo, nên hoa sen cũng đã trở thành một cái loại hoa gần gũi thuần khiết đấy, nên được người dân phương Đông đặc biệt coi trọng, đặc biệt là trong cái ngày lễ rằm mùng 1, ngày Tết, cũng như là gì, cái ngày lễ Phật và cái ngày lễ cúng ông công táo, thì hoa sen là một cái loại hoa mà cao quý, dâng lên ban thờ gia tiên, sẽ giúp cho thần linh gia tiên cũng như là các vị thần Phật được gì cảm thấy là ấm lòng hơn và sẽ ở lại phù hộ cho con cháu lâu hơn. Đó là loại hoa đầu tiên mà chúng ta phải kể đến. Tiếp theo là hoa thứ hai mà sẽ được dâng cúng thường xuyên vào cái dịp rằm mùng 1, ngày lễ, ngày Tết, đặc biệt là ngày 23 tháng Chạp, thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cái loại hoa này. Đó chính là hoa cúc vàng. Hoa cúc được coi là cái biểu tượng của sự sống trường tồn, mang đến cái may mắn, mang đến cái tài lộc vào nhà. Thì ngoài ra, hoa cúc vàng nó có thể là thể hiện cho cái lòng hiếu thảo, tôn kính của con cháu đến các vị thần linh tổ tiên, ông bà đã khuất, vẫn luôn giúp đỡ và phù trợ cho mọi người vượt qua những khó khăn trong suốt một năm vừa qua. Hoa cúc vàng nó không chỉ đẹp mà nó còn có nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái biểu tượng sâu sắc. Chính vì thế, cái loại hoa này được lựa chọn yêu thích đặc biệt vào cái dịp lễ Tết, ngày rằm, ngày mùng 1, ngày giỗ, ngày chạp. Và đặc biệt là trong cái ngày 23 tháng chạp tới đây, thì khi sử dụng cái lễ cúng ông công ông táo, quý vị có thêm một cái bình hoa cúc bên cạnh cũng sẽ mang lại được cái điều may mắn, tài lộc cho cả gia đình suốt một năm sau. Thưa quý vị, từ trước đến nay thì cái màu vàng luôn được coi là cái màu sắc mang lại nhiều cái may mắn, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết khai trương. Cái sắc vàng rực rỡ tượng trưng cho cái tài lộc, tiền tài, lời mong cầu về một cái khởi đầu suôn sẻ. Hoa cúc vàng có ý nghĩa thu hút những cái điều may mắn, cái sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ. Hoa cúc vàng theo sự tích dân gian ấy, thì hoa được ra đời nhờ sự thông minh và cái tấm lòng hiếu thảo, khát khao thêm tuổi thọ của người mẹ, nên đã xé cánh ra thành nhiều cánh nhỏ hơn. Chính vì thế, những cái cánh hoa xếp khít vào nhau như cái lời mong cho cái sự trường thọ. Đây cũng là cái biểu tượng của cái tấm lòng hiếu thảo của con người với các bậc gia tiên thần linh và nuôi dưỡng cái tâm nguyện cầu mong những điều may mắn sẽ đến với mọi người trong gia đình. Với cái ý nghĩa này thì hoa cúc vàng cũng được trưng trong các dịp đặc biệt như là đám giỗ, ngày Tết, đám tang, thể hiện cái sự biết ơn, kính yêu, tôn trọng với những người đã khuất. Trong cái dịp đặc biệt như ngày lễ Tết giỗ chạp, ngày 23 tháng chạp cũng ông công ông táo, thì nhiều gia đình thường trang trí cắm hoa cúc tại nhà. Những cái dịp này thì thường là cái thời điểm mà gia đình và người thân sum họp, quây quần và tận hưởng những cái khoảnh khắc đoàn viên. Cái màu sắc tươi sáng của những bông hoa cúc cũng góp phần làm cho cái không khí nó trở nên ấm áp, hạnh phúc và thêm gần gũi. Hoa cúc vàng được coi là cái biểu tượng của sự thanh cao và quyền uy của các bậc đế vương. Cái việc trang trí hoa cúc vàng trong các dịp lễ Tết, giỗ chạp và ngày ông công ông táo ấy, với cái hy vọng tạo ra cái sự giàu sang và thịnh vượng cho cả gia đình suốt một năm sau. Với cái màu sắc rực rỡ tươi tắn, hoa cúc vàng vô cùng là phù hợp để trang trí cho cái không gian thờ cúng. Bên cạnh đó, cái hương thơm nhẹ nhẹ của loại hoa này cũng sẽ giúp thanh lọc cái không khí, giúp cho gia chủ có thể là giải tỏa cái sự căng thẳng trong cái cuộc sống thường ngày. Vậy nên đây cũng là một cái loại hoa mà không thể thiếu trên cái mâm lễ cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp. Đây cũng là một cái loại hoa phổ biến, nên là quý vị có thể mua ở bất kỳ nơi đâu. Đấy, có thể là trong siêu thị hoặc là ngoài chợ hoặc là ngoài đồng hoa cũng rất là nhiều.
Một số người còn tự trồng được cái loài hoa này để gì dâng cúng lên ông bà tổ tiên, cũng là một cái điều cực kỳ đáng quý. Đó là cái loài hoa thứ hai mà chúng ta nên thắp hương cúng ông công ông táo ngày 23 tháng Chạp. Tiếp theo, cái loài hoa thứ ba mà quý vị cần phải quan tâm đó chính là cái hoa đồng tiền. Kính thưa quý vị, hoa đồng tiền là loại hoa được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng bởi chúng mang đến cái tiền tài thịnh vượng và cái may mắn cho gia chủ. Không những thế, hoa đồng tiền còn mang cái ý nghĩa về sức khỏe, tuổi thọ lâu dài, bình an cho các thành viên trong gia đình. Nên đây cũng là một cái loài hoa đặc trưng được sử dụng vào cái nghi lễ cúng ông công ông táo ngày 23 tháng Chạp với cái cầu mong là suốt năm được bình an may mắn, tài lộc vây quanh suốt một năm sau. Hoa đồng tiền là cái loài hoa có nhiều màu sắc rực rỡ, dễ thích nghi và phát triển tốt nên là rất được nhiều người ưa chuộng. Mọi người thường sử dụng cái hoa đồng tiền trong các dịp trang trí, trong dịp lễ Tết dỗ chạp, đặc biệt là trang trí trong phòng khách. Hoa đồng tiền có hình dáng gần giống như hoa cúc. Chúng có hai loại, dạng cánh hoa lưỡi và cánh hình ống. Cánh hoa hình lưỡi có kích thước lớn hơn, thường xếp thành cái vòng tròn mọc bên ngoài. Cánh hoa hình ống nhỏ hơn và mọc ở bên trong. Khi hoa nở sẽ mọc cánh hoa hình lưỡi trước rồi mới đến cánh hoa hình ống. Ở giữa thì có tâm hoa hay còn gọi là mắt hoa. Không chỉ mang vẻ đẹp tươi sáng rực rỡ, hoa đồng tiền còn mang trên mình nhiều cái ý nghĩa đặc biệt khác nhau. Trong những dịp Tết đến xuân về thì hoa đồng tiền mang cái ý nghĩa là tài lộc, may mắn và hạnh phúc. Vậy nên đây cũng là một cái loài hoa quý được sử dụng để dâng lên ông công ông táo trong cái dịp 23 tháng Chạp. Từ xa xưa thì mọi người đều tin rằng vào ngày Tết có một cái chậu hoa đồng tiền trong nhà cũng sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gặp nhiều cái thành công. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho hóa giải những cái điều xấu, mang lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ. Không chỉ vậy, hoa đồng tiền còn mang cái ý nghĩa là hạnh phúc. Trang trí hoa đồng tiền vào cái dịp Tết đến xuân về với cái mong cầu chúc cho gia đình được năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc tràn đầy. Cái hoa đồng tiền nó sở hữu cái màu sắc rực rỡ, đầy tươi vui, chính là cái biểu tượng cho cái cuộc sống đầy đủ, viên mãn, hạnh phúc. Những bông hoa đồng tiền được ví như là một trái tim ngây thơ của những đứa trẻ, luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn biết ơn với những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Đồng tiền là cái loài hoa tượng trưng cho cái sự may mắn và tài lộc. Ý nghĩa này của hoa đồng tiền không chỉ bắt nguồn từ tên gọi đồng tiền, mà nó còn bởi cái màu sắc của hoa này. Hoa đồng tiền có nhiều cái màu sắc rực rỡ như là đỏ, vàng, cam. Đây đều là những cái màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, hỷ sự và cái tài lộc. Trong dịp cuối năm 2023 năm Quý Mão, thì cái dịp cúng ông công ông táo cũng là một cái thời điểm thích hợp để chúng ta dâng cái hoa đồng tiền lên ông bà tổ tiên. Đồng thời trong cái dịp Tết đến xuân về thì có một cái chậu hoa đồng tiền trong nhà cũng sẽ giúp cho gia chủ làm ăn phát đạt, gặp nhiều cái thành công. Bên cạnh đó, nó còn giúp hóa giải những cái điều xấu và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Không chỉ vậy, hoa đồng tiền nó còn mang cái ý nghĩa là hạnh phúc. Trang trí hoa đồng tiền trong cái dịp Tết cũng mong muốn cầu chúc cho gia đình sang năm mới được bình an, may mắn, hạnh phúc tràn đầy. Đó là cái loài hoa thứ ba mà chúng ta không thể thiếu khi mà dâng cúng ông công ông táo trong ngày 23 tháng Chạp. Thứ tư là hoa lay ơn. Kính thưa quý vị, hoa lay ơn hay còn được gọi là hoa kiếm lan ấy, có ý nghĩa là hạnh phúc, ấm áp, tình cảm gắn bó keo sơn. Ngoài ra, với cái hình dáng như cây kiếm, nên là hoa lay ơn cũng có ý nghĩa xua đuổi tà khí, xua đuổi những cái điều xấu xâm nhập và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Cái dịp cận Tết này thì gia chủ sẽ thấy ngoài đường, phố ngập tràn cái loại hoa lay ơn. Đây cũng là cái loại hoa phổ biến, đấy, được nhiều người ưa thích và mua về để trang trí trong nhà, đặc biệt là trong cái nghi lễ cúng ông công ông táo. Hoa lay ơn có thân tròn dài, không có nhánh, lá có màu xanh bóng, cứng, nhỏ, giống như cái lưỡi kiếm, xếp thành hai cái dãy so lên nhau. Khi mà hoa nở sẽ có hình phễu, nhị thì gắn ở đáy, mọc thành cái chuỗi nở từ dưới lên trên. Mỗi bông hoa có từ 5 cánh mỏng như là cánh bướm đấy, xếp chồng lên nhau. Loài hoa này có nhiều cái màu sắc như là cam, đỏ, vàng, hồng phấn. Một cành cây dài từ 40 đến 80 cm sẽ có khoảng 20 đến 25 bông và sẽ rất lâu tàn. Loài hoa này đặc biệt cắm vào bình cao như cái lục bình ấy, trên bàn thờ tổ tiên cũng sẽ rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Hoa lay ơn còn có một cái tên khác là hoa lan kiếm. Theo phong thủy thì sẽ có những cái tác dụng xua đuổi tà khí và xua đuổi những điểm xấu. Thường là vào ngày Tết thì các chị em thường hay chọn hoa lay ơn màu đỏ hoặc màu vàng vì nó tượng trưng cho những cái điều may mắn cho năm mới. Nhiều người Việt cũng tin rằng cắm hoa lay ơn trong ngày Tết
chính là đem lại cái vượng tài cho gia chủ. Ngoài ra, cái loại hoa đại cát này còn được dùng để thờ cúng lên ông bà tổ tiên, lên ông công ông táo ngày 23 tháng Chạp. Nó thể hiện cái tấm lòng thành kính, biết ơn, kính trọng cái thế hệ đi trước. Trong cuộc sống từ xưa cho đến hiện đại, thì loài hoa lai ơn đã mang rất nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Từ một loài hoa bình dị cho đến cái loài hoa lai ơn bây giờ, nó cũng là cái biểu tượng cho cái danh dự và sự ghi nhớ của bản thân đến những người xung quanh. Vì thế, hoa thường được sử dụng trong các buổi lễ đặc biệt và loài hoa được trồng nhiều ở các quốc gia khác nhau. Loài hoa này còn được xem là cái thanh kiếm cho một tình yêu, bởi lá của nó dài giống như một cái lưỡi kiếm. Do đó, người ta cho rằng hoa lai ơn tượng trưng cho tình yêu thầm kín và mong ước được gặp mặt và che chở cho đối phương trong tương lai. Đồng thời, hoa còn mang cái ý nghĩa của sức mạnh cá nhân, luôn vươn lên trong cuộc sống. Bông hoa mang đến cho các bạn muốn thể hiện cái sự trung thành và cái lòng say mê nhiệt huyết. Và cái điều đó nó cũng sẽ giúp cho con người không bao giờ bỏ cuộc. Loài hoa lai ơn có rất nhiều và rất đa dạng, thể hiện qua từng cái màu sắc khác nhau. Với nhiều quốc gia thì mọi người biết đến nhất là cái tượng trưng cho cái danh dự và cái sự ghi nhớ. Nó cũng là cái biểu tượng của sức mạnh cá tính, trung thành, chân thành và vẹn toàn. Hay ở nước ta ấy, thì cái hoa lai ơn này nó được xem là cái loài hoa mang lại cái sự vượng tài cho gia chủ. Theo ông bà xưa để lại thì khi mở thắp hương cái bông hoa kiếm lan, bông hoa lai ơn trên bàn thờ hoặc là bày trong nhà ấy, thì nó cũng có cái tác dụng là xua đi những điểm xấu, mang lại cái may mắn và cái tài lộc cho gia chủ. Đó. Quý vị thân mến, một trong những cái điều mà ngày Tết mà quý vị thường lưu ý, thường quan tâm là loài hoa cắm trên bàn thờ làm thế nào để cho được lâu, giữ được thơm lâu hơn đúng không ạ? Thơm lâu và gì tươi lâu hơn trong những ngày Tết. Thì vào những ngày Tết, ngày lễ, ngày dỗ chạp ấy, muốn hoa được tươi lâu hơn thì quý vị có thể sử dụng cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương. Cái nước này nó cũng sẽ có những cái dung dịch, những cái khoáng chất giúp cho cái hoa nó tươi được lâu hơn, nó lưu giữ được cái hoa tươi lâu hơn tầm 5 đến 7 ngày. Vì vậy mà quý vị có thể sử dụng cái nước nhất tâm hương này. Nó vừa làm cho cái không gian thờ cũng được thơm tho sạch sẽ. Khi xịt vào hoa ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho hoa được tươi lâu hơn. Giúp cho những ngày Tết thì chúng ta có thể là gì? Giữ được bình hoa tươi. Đấy, nó thể hiện được cái sự là trân trọng thành kính với các bậc gia tiên và thần linh. Đấy, quý vị có thể thỉnh cái chai nước nhất tâm hương bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh chai nước nhất tâm hương mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhé. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến loài hoa thứ 5 mà chúng ta có thể dâng cúng lên ông công ông táo cũng như là trang trí vào ngày Tết. Quý vị thân mến, loài hoa thứ 5 đó chính là hoa mai. Kính thưa quý vị, hoa mai là cái loài hoa mang cái ý nghĩa của phú quý, may mắn. Gia chủ cúng hoa này sẽ nhận được nhiều cái phước lành, suôn sẻ và hạnh phúc cả năm. Nếu như mà lựa chọn cành hoa càng nhiều cành, nhiều bông, nhiều cánh thì lại càng mang lại cái may mắn và tài lộc sung mãn cho gia đình. Một số nơi còn cho rằng cái loài hoa mai này nó thể hiện cái lòng hiếu thảo, vui tươi và xua đuổi cái tà ma chướng khí xâm nhập vào gia đình vào cái dịp cuối năm cũng như là trong dịp đầu năm mới. Thưa quý vị, đã từ lâu hoa mai được mọi người chiêm ngưỡng và tượng trưng cho những cái gì đẹp đẽ nhất. Nó nằm trong cái bộ tứ quý là tùng cúc trúc mai. Đó, mỗi khi hoa mai nở là lúc mà mọi người hớn hở. Đấy, đó chính là cái dấu hiệu của mùa xuân đang về. Ở miền Bắc thì có hoa đào, thì miền Nam thì có hoa mai. Cái màu vàng của hoa mai đã từ lâu được xem là cái biểu tượng cho sự giàu có, giàu sang, phú quý, hạnh phúc tràn đầy. Mang một cây hoa mai về nhà vào cái dịp Tết đồng nghĩa là với cái việc là mong muốn có được cái tài lộc, giàu sang, phú quý. Theo quan niệm của nhiều người, nhà nào mà có hoa mai nở càng nhiều cánh ấy, thì càng may mắn và sung túc cả một năm. Cây mai có rễ cắm sâu vào lòng đất, không bị gục ngã trước sóng gió. Nó cũng có thể chịu đựng được những loại thời tiết, kể cả những loại thời tiết khắc nghiệt nhất. Bởi vậy, cây mai còn tượng trưng cho cái phẩm đức nhẫn nại và cái đức hy sinh cao cả, cái sự bền bỉ của người Việt nói chung. Bên cạnh đó, mai còn là một cái biểu tượng cho cái sự quyền quý, cho cái sự cao sang. Hoa mai là một trong loài hoa âm hưởng của cái Tết cổ truyền. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì những cánh rừng mai cũng được nở rộ, khoe sắc, báo hiệu một năm mới đã đến. Cái màu vàng của hoa mai nó tượng trưng cho cái sự hy vọng, cũng tượng trưng cho cái sự giàu sang phú quý. Chính vì thế mà gia đình nào cũng nên trang trí cái hoa mai với cái hy vọng có một cái năm mới phát tài phát lộc, gia đình thì ấm êm và hạnh phúc. Đó là cái loài hoa thứ 5 mà chúng ta có thể sử dụng để trên
dâng cúng ông Công ông Táo trong cái dịp lễ Tết. Và thứ sáu đó chính là hoa đào. Quý vị thân mến, hoa đào từ lâu đã trở thành một cái loại hoa truyền thống không thể thiếu vào trong cái ngày Tết cổ truyền của người Việt. Hoa đào sở hữu một cái vẻ đẹp rực rỡ và mang nhiều cái ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán. Hoa đào ngày Tết nó không chỉ mang cái sắc hương rực rỡ để tô điểm cho thêm cái không gian ngày Tết, mà hoa đào nó còn bao hàm nhiều cái ý nghĩa được gửi gắm từ bao đời của người Việt vào cái ngày Tết cổ truyền. Hoa đào chính là cái tinh hoa của ngũ hành, vẻ tươi thắm và cái sắc độ màu sắc của hoa từ xưa đến nay đã được xem như là gì, hoa ngũ hành của trời đất. Ý nghĩa của hoa đào trong phong thủy chính là nó giúp xua đuổi cái bách khủy cũng như là gì, những cái điều không hay đến với gia đình trong năm mới, từ đó mang lại cho gia đình một cái năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở của hoa đào. Hoa đào thường nở vào đầu mùa đông xuân, mùa của cái sự sinh sôi nảy nở. Hoa đào khoe sắc cho một cái năm mới sẽ làm cho con người thêm hy vọng về một cuộc sống tốt lành và sẽ gặp được may mắn, mở ra một cái chặng đường mới trong tương lai được thuận lợi, may mắn nhiều hơn. Cái biểu tượng cho sự hòa thuận và gắn kết của hoa đào ấy, nó cũng là một cái biểu tượng gắn kết tình nghĩa của sự chung thủy. Hoa đào mang đầy cái giá trị nhân văn để gửi gắm những cái điều mong muốn cho một năm mới được đủ đầy, đấy, hòa thuận và gắn kết giữa mọi người với nhau. Bên cạnh đó, cái sắc hồng của hoa đào được xem là cái sắc mang lại cái sự may mắn, cái sự ấm cúng, niềm vui, niềm tin và tình yêu đến một cái năm mới được hạnh phúc tràn đầy. Vậy nên có một cái bình hoa đào hoặc là một cây hoa đào, một chậu hoa đào đặt để cúng gia tiên trong cái dịp 23 tháng chạp cũng là một cái điều mà cực kỳ may mắn. Đó là loài hoa thứ 6. Tiếp theo loài hoa thứ 7 đó chính là hoa huệ. Kính thưa quý vị, hoa huệ tượng trưng cho cái sự sung túc đủ đầy. Các gia đình thường chọn hoa huệ để cắm lên ban thờ với cái mong muốn sẽ có một cái cuộc sống đủ đầy, sung túc. Cái loài hoa huệ hay được chọn để cắm lên trên ban thờ nhiều nhất là hoa huệ trắng. Hoa huệ là một cái loại hoa tuyệt đẹp và đầy cái phong cách, đã từ lâu đã trở thành một cái biểu tượng của sự thanh cao và tình yêu trong sáng trong thế giới loài hoa. Với cái sắc đỏ tươi rực thì hoa huệ cũng gợi lên cái sự tươi sáng và nổi bật trong cái không gian xanh tươi. Tuy nhiên, cái ý nghĩa đặc biệt ẩn chứa trong cái loài hoa này là cái điều mà không phải ai cũng biết. Đó. Quý vị hãy cùng khám phá về những cái ý nghĩa khiến cho cái hoa huệ trở thành một trong những loài hoa nên được dâng cúng trên ban thờ vào cái dịp 23 tháng chạp cũng như là ngày lễ Tết sắp tới đây. Thưa quý vị, hoa huệ thường được coi là cái biểu tượng của sự thanh cao và tinh khiết. Màu trắng thuần khiết của hoa huệ đại diện cho cái sự trong sáng và là cái biểu tượng thuần khiết trong trái tim. Ngắm nhìn một cái bông hoa huệ trắng thì chúng ta cũng cảm nhận được một cái cảm giác là êm dịu, tĩnh lặng như một nụ hôn đến từ tự nhiên. Bên cạnh đó, không chỉ là cái biểu tượng của sự thanh cao, hoa huệ còn là một cái biểu tượng của sự lãng mạn và tình yêu và sự thân thiết. Cái sắc đỏ tươi của hoa huệ cũng tượng trưng cho cái tình yêu, đam mê và cái sự say mê. Nó là cái món quà hoàn hảo để thể hiện cái tình yêu và cái tấm lòng trung thành đối với một người đặc biệt trong cuộc sống của bạn. Tiếp theo là cái bên cạnh đó thì hoa huệ còn mang trong mình một cái thông điệp về cái sự tự tin và quyền lực. Với cái vẻ đẹp kiêu sa và cái đường cong quyến rũ, hoa huệ biểu thị cho cái sự tự tin và cái khả năng thể hiện bản thân. Đó cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta về cái sự quyết tâm và cái lòng dũng cảm trong cuộc sống ngày nay. Thêm nữa, hoa huệ cũng đại diện cho cái sự nở rộ và tương lai tươi sáng. Khi nhìn những cái hoa huệ nở rộng đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự hứng khởi và cái hy vọng về một cái tương lai tươi sáng. Hoa huệ thì khuyến khích chúng ta sống và đón nhận những cái thay đổi, mang đến những cái hy vọng rằng những cái điều khởi đầu mới sẽ đem đến những cái thành công rực rỡ hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, hoa huệ cũng thể hiện cái sự tôn trọng và ca ngợi. Trong nhiều nền văn hóa thì hoa huệ được coi là cái biểu tượng của sự cao quý và quý trọng. Nó là một cách để chúng ta thể hiện cái sự ngưỡng mộ và tôn trọng đối với những người đã có thành tựu và đáng kính với cái phẩm chất đáng quý. Tiếp theo là hoa huệ là cái biểu tượng của sự tự do và cái sự độc lập. Với những cánh hoa tươi sáng trên những cái thân cây cao, thẳng to, hoa huệ thể hiện cái khát vọng tự do hiện tại, không bị gò bó hay là hạn chế. Nó là cái biểu tượng cho cái sự độc lập và cái quyền tự quyết.
Hoa huệ không chỉ là một cái loài hoa đẹp mà nó còn mang trong mình nhiều cái ý nghĩa sâu sắc đặc biệt. Từ sự thanh cao tinh khiết, tình yêu và cái sự thân thiết đến cái sự tự tin và cả quyền lực, hoa huệ kết hợp tất cả những cái giá trị này để truyền tải thông điệp về cái sự nở rộ, về cái tương lai tươi sáng, tôn trọng và cái sự tự do. Kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái loại hoa tốt lành có thể dâng cúng lên trên ban thờ trong dịp ngày 23 tháng Chạp cũng như là ngày lễ Tết sắp tới đây. Hy vọng những thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị phần nào nắm được những cái loại hoa và lựa chọn được cho mình những cái loại hoa phù hợp nhất để dâng cúng lên ông bà tổ tiên trong cái dịp 23 tháng Chạp sắp tới đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.